tắc đường có thể đến từ nhiều lý do nguyên nhân khách quan như điều kiện thời tiết xấu, tu sửa bảo dưỡng đường hay các vụ va chạm của hàng loạt phương tiện giao thông trên các trục đường chính xuyên tâm. Bên cạnh đó, các sự kiện trực tiếp của những ngôi sao, ban nhạc tầm cỡ thế giới như The Beatles, Rolling Stone, Taylor Swift hay One Direction cũng có thể khiến giao thông của cả một bang tại nước Mỹ bị ùn ứ. Vào ngày diễn ra buổi diễn âm nhạc mang tên The Eras Tour của ca sĩ Taylor Swift hồi tháng 6 năm 2023 tại bang Atlanta, Mỹ, theo NBC đưa tin, người dân địa phương đã phải dừng mọi hoạt động phải ra khỏi nhà. Họ ước tính có khoảng 100.000 người hâm mộ đang di chuyển từ khắp nơi trong thành phố để tham dự buổi hòa nhạc. Giao thông khu vực này còn trở nên nghiêm trọng hơn nữa khi cách đó 20 km có một buổi hòa nhạc khác của ca sĩ Janet Jackson. Hai nữ ca sĩ đều là những biểu tượng âm nhạc đối với phần lớn người hâm mộ sinh ra và lớn lên đầu những năm 90 và 2000. Với sức ảnh hưởng đáng kể đó, lượng người đến tham gia buổi hòa nhạc rất đông. Một số người phải thuê nhà nghỉ ngủ tại gần nơi tổ chức sự kiện trước đó mấy ngày để tránh tắc đường. Không chỉ tại Mỹ, giao thông tại Toronto năm 2013 khi Taylor Swift tổ chức buổi hòa nhạc ở đây cũng rơi vào tắc nghẽn nghiêm trọng. Các xe nối hàng dài, di chuyển chậm chạp chỉ khoảng 11-16 km/h. Mặc dù tắc nghẽn giao thông tích tụ trước khi bắt đầu sự kiện, nhưng tác động của nó sẽ rõ rệt hơn nhiều vào cuối sự kiện do lượng người tham dự rời đi cùng lúc tăng đột biến. Sự đột biến trong mật độ giao thông với lượng phương tiện cá nhân lớn có thể gây ùn tắc cục bộ từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Vì vậy, trước mỗi buổi hòa nhạc, các kênh thông tin phải làm việc hết công suất. Một số đài truyền hình trong khu vực phải thuê trực thăng và ghi nhận tình hình thực trạng giao thông ở các tuyến đường chính, từ đó đưa ra những cảnh báo cần thiết cho lái xe để tránh bị kẹt lại trong cơn tắc đường của dòng người hâm mộ. Năm 2014, giao thông ở Nashville đã rơi vào ùn tắc nghiêm trọng khi buổi diễn của ban nhạc One Direction diễn ra. Có những tuyến đường chiều vào bị ùn tới 10 km. Trong khi đó, chỉ còn một giờ nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, người hâm mộ hoàn toàn có thể sẽ phải bỏ lỡ cơ hội chứng kiến ca sĩ yêu thích của mình trên sân khấu nếu không có kế hoạch di chuyển sớm. Sự kiện như buổi hòa nhạc thường thu hút một lượng lớn người tham gia, điều này có thể dẫn đến tăng cường lưu lượng xe cộ trên các con đường xung quanh địa điểm tổ chức. Người tham gia thường sử dụng xe cá nhân hoặc dịch vụ vận chuyển cá nhân, tạo ra áp lực lớn trên hạ tầng giao thông. Các địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc thường có không gian đỗ xe hạn chế hoặc không đủ để phục vụ cho lượng người tham gia lớn. Điều này có thể làm cho người tham gia phải tìm kiếm nơi đỗ xe ở các khu vực lân cận, gây tắc đường và chậm trễ,